đừng chơi với những thứ màu đỏ. Khi còn nhỏ, tôi đam mê bắt côn trùng. Tôi săn đuổi chúng trong những chiếc lò, lưới bắt bướm và thậm chí bằng tay trần. Tôi thích thú khi nhìn nhận răng tơ giữa các ngón tay của mình. Tiếng ong vo ve quanh bữa trưa chẳng bao giờ làm tôi bận tâm. Tôi chưa từng bị đốt và cũng chẳng bao giờ cảm thấy bị đe dọa. Có lẽ tôi chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng tôi tin rằng sống và để người khác sống là nguyên tắc duy nhất của cuộc sống. Lên 8 tuổi, gia đình tôi đi du lịch. Điểm đến đầu tiên là nhà dì tôi, sau đó là nhà bà. Dì tôi sống ở một thị trấn nông thôn hẻo lánh ở Minnesota. Chúng tôi chỉ ở đó vài ngày trước khi tiếp tục hành trình về phía đông. Khi chúng tôi đến đó, chiếc xe đã chạy liên tục suốt 6 giờ. Tôi bị say xe kinh khủng và không thể ăn uống bất cứ thứ gì. Đó là tuần nóng nhất của mùa hè, khiến tôi bị mất nước và kiệt sức. Và tất nhiên, bố mẹ tôi đã cãi nhau về chuyện đó. Họ đã cãi nhau ngay từ lúc bước ra khỏi xe. Tôi chẳng quan tâm vì tôi biết từ giọng nói của họ rằng đây sẽ là một chuyến đi dài. Thằng bé nói nó ổn thì nó ổn thôi, bố tôi phàn nàn. Mẹ đã bảo là chúng ta nên dừng lại để uống sữa lắc mà, mẹ rên rỉ. Nó sẽ ốm cả đêm mất, và anh nghĩ cho sữa vào người nó sẽ giải quyết được vấn đề sao? Thôi nào, vậy chúng ta sẽ để nó đau khổ sao? Có phải vậy không? Đó có phải là giải pháp của anh không? Vâng, tất nhiên rồi. Vâng, tôi thích làm nó đau khổ. Đó là điều tuyệt vời nhất. Tôi rất thích điều đó. Cuộc cãi vã cứ thế tiếp diễn. Tôi nhấc ba lô lên và lấy ra vài cuốn truyện tranh người nhện mà tôi đã đọc ít nhất 8 lần. Tôi đi lang thang để tránh xa chiếc xe và tiếng ồn. Tôi ngồi phịch xuống một tảng đá ở sân sau, chờ cho bụng mình lắng xuống. Tôi luôn ghét ô tô và bị nhốt trong đó vào một ngày hè nóng nực trong 6 giờ. Thật là cực hình. Bỗng tôi nghe những âm thanh của thiên nhiên tràn ngập ngoài kia, một làn gió thoảng qua, một đàn chim bay lượn yếu ớt hót những bài hát kỳ quái ngoài kia. Tôi nghe thấy tiếng vo ve quen thuộc của một con côn trùng. Ngẩng lên, tôi thấy thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Nó trông giống như một con ong bắp cải, nhưng có râu nổi bật hơn nhiều và bụng to hơn. Và màu sắc, nó không phải màu vàng, mà là màu đỏ tươi rùng rợn. Nó đậu trên một bông hoa hướng dương xanh trong vườn của dì tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một loài côn trùng nào như vậy trước đây. Nhìn lại chiếc xe của bố mẹ, tôi nhớ mình đã giấu một hoặc hai chiếc lọ ở đó cho những dịp như thế này. Tôi sẽ bắt nó. Nhưng rồi, tôi không muốn mạo hiểm mất dấu thứ này. Vì vậy, tôi đã làm điều mà tôi vẫn làm khi nhìn thấy thứ gì đó mà tôi muốn bắt. Tôi dùng tay trần. Tôi tiến lại gần, từng bước một, khum tay lại. Thứ đó chỉ ngồi yên, đầu nghiêng sang một bên như đang dò xét tôi. Nó không hề nhúc nhích, thậm chí không giật mình một chút nào. Tôi từ từ khép tay lại quanh nó, vừa làm vừa nhổ bông hoa. Tôi đứng dậy và bước chậm chậm trở lại xe, cẩn thận đặt từng chân một. Bố tôi đã vào trong để làm bánh sandwich, trong khi mẹ và dì tôi vẫn ở cạnh xe, đang có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. Loại người nào lại từ chối cho con mình uống một chai nước? Mẹ chế giễu. Đó là loại người gì vậy? Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của mẹ, nhưng bà đang trong trạng thái tức giận tột độ. Dì tôi, người luôn cố gắng hòa giải, đã cố gắng xoa dịu mẹ, nhưng tất nhiên là vô ích. Mẹ ơi, tôi nhắc lại, mẹ có thể lấy lọ thuốc trong cốp xe được không? Đó là nước đóng chai, mẹ tiếp tục. Nó chỉ tốn giá của chai nước, thời gian của anh ấy có giá trị đến mức nó lấn át thời gian của chúng ta không? Rằng nó chiếm hết thời gian của những người xung quanh anh ấy. Sau đó là vết đau buốt. Cơn đau như băng đâm xuyên qua da tôi, đâm vào tĩnh mạch cánh tay. Như thể mạch đập của chính tôi đang chống lại tôi, làm tôi đau đớn. Tôi thả bông hoa xuống, hét lên như một con thú bị thương. Đột nhiên cuộc chiến kết thúc. Bố lao ra ngoài, mẹ bê tôi lên. Họ vuốt tóc tôi, hôn trán tôi và trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, trong khi tôi khóc nức nở. Còn con ong đỏ, nó đã biến mất. Theo dì tôi, tất cả những gì tôi có trong tay chỉ là bông hoa đó. Tôi bị phản ứng dữ dội với nó. Tôi đổ mồ hôi, cảm giác như tai mình có một lớp lọc, như thể thế giới bị chìm trong một bong bóng thủy tinh. Tôi nghe thấy bố mẹ lại cãi nhau. Bố muốn đưa tôi đến bệnh viện, trong khi mẹ tranh luận rằng gọi xe cứu thương sẽ nhanh hơn. Dì tôi đã vội lấy cho tôi một số thuốc dị ứng của bà. Thuốc kháng histamine cơ bản. Tôi ngã quỵ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy một người đàn ông lạ mặt đang chiếu đèn pin vào mắt mình. Một nhân viên y tế.
Anh ta yêu cầu tôi nhìn theo ánh sáng. Tôi làm theo, nhưng khi cố gắng cử động đầu, cơn đau ở cổ trở nên rõ ràng. Có vẻ như phản ứng của cậu ấy khá tệ, anh ấy nói. Nhưng cậu ấy vẫn ổn. Chúng ta có thể đưa cậu ấy vào, nhưng tôi nghĩ nghỉ ngơi và ăn kem là đủ rồi. Cậu chắc chứ? Mẹ tôi lo lắng hỏi. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, chỉ hơi đỏ một chút thôi, người đàn ông nói khi xoay tay tôi lại kiểm tra. Tùy cô thôi, nhưng cậu ấy sẽ ổn thôi. Cả bố và mẹ tôi đều không yên tâm, nhưng họ không biết phải làm gì, nên đành làm theo lời khuyên của anh ấy. Dì tôi đặt tôi nằm trên ghế dài, bật một bộ phim X-Men để tôi xem cho đỡ buồn. Họ chiều chuộng tôi bằng kem và cố gắng giữ cho những cuộc cãi vã của họ ngắn gọn và nhỏ nhẹ. Đêm đó, ngôi nhà chìm trong yên lặng. Bất cứ thứ gì đã tấn công tôi đều đã qua và tôi nằm lại trong ngôi nhà đang ngủ. Dì tôi ngủ trên chiếc futon cuối hành lang, còn bố mẹ tôi ở trong phòng ngủ của dì. Tôi cố gắng sử dụng điều khiển từ xa để bật lại bộ phim, nhưng không thể làm cho nó hoạt động. Thế là tôi đành quay lại với những cuốn truyện tranh của mình, lắng nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ từ bếp. Một chút ánh sáng từ cửa sổ lớn bên trái rọi vào. Không phải là một quang cảnh tuyệt vời, chỉ là một cánh đồng trống trải dài đến tận chân trời. Tôi chuẩn bị cho một đêm dài và buồn tẻ, mong rằng mình sẽ ngủ lại được sớm hơn. Nhưng khi tôi đọc truyện, một vết đen xuất hiện trên trang giấy. Một cái bóng từ cửa sổ lướt qua. Ngước lên, tôi thấy một trong những con ong bắp cày đỏ bên ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy và tiến về phía nó. Ngay cả lúc đó, tôi vẫn không cảm thấy bị đe dọa bởi nó. Tấm kính chắn giữa chúng tôi đã giúp tôi cảm thấy an toàn. Tôi gõ nhẹ vào kính bằng ngón tay và nó không di chuyển. Tôi di chuyển ngón tay một chút sang bên trái và gõ lại, và nó đi theo. Tôi gõ nhẹ khắp nơi, nó dường như đi theo bất cứ nơi nào ngón tay tôi di chuyển. Tôi vẽ vài đường ngoằng ngoèo chỉ để vui và làm cho nó nhảy một điệu nhảy nhỏ. Tôi không thể không mỉm cười. Trông thật buồn cười. Bạn không muốn làm tôi đau, phải không? Tôi thì thầm. Đúng không? Tôi có thể cảm thấy hơi ấm ở cánh tay mình, một lời nhắc nhở về vết chích, nhưng cũng là một sự an tâm kỳ lạ. Vết chích đó tệ nhất có thể. Một phần trong tôi cảm thấy rằng nếu nó xảy ra lần nữa, nó sẽ không tệ đến thế. Bạn sẽ không làm thế đâu, tôi kết luận. Bạn là người tốt. Tôi xoay ngón tay theo hình tròn và con côn trùng màu đỏ cũng quay theo. Chúng tôi quyết định ở lại thêm một ngày để tôi có thời gian hồi phục. Bố không phiền, bất kỳ lý do nào để dành ít thời gian hơn với mẹ vợ cũng là một điều may mắn. Mẹ và dì tôi dành thời gian ở một khu chợ trời gần đó, trong khi bố và tôi xem phim kinh dị mà tôi đã hứa sẽ không kể với mẹ. Chúng tôi vừa xem xong thì bố phải đi gọi điện thoại xin việc. Khi tôi quấn chăn quanh người, một con ong bắp cày đỏ bò lên chân tôi. Lúc đầu tôi hơi giật mình, nhưng nó chỉ ngồi yên đó, râu thò ra như những chiếc râu nhỏ. Xin lỗi, tôi thì thầm, không thấy bạn ở đó. Nó bò qua chân tôi và lên cánh tay, dừng lại ở ngón tay cái, đối diện với ngón trỏ của tôi. Nó như bị mê hoặc bởi chuyển động của ngón tay tôi, giống như một con mèo đang theo dõi một món đồ chơi. Tôi chơi với nó vài phút. Khi làm vậy, tôi nhận thấy những cái bóng mờ mờ trên bàn cà phê cạnh mình. Ngước lên, tôi thấy khoảng một chục con côn trùng màu đỏ đang bám đầy trên cửa sổ. Từng con một đều di chuyển theo từng cú nhích ngón tay của tôi. Bạn hiểu mà, phải không? Tôi thì thầm. Bạn hiểu mà. Mặc dù chúng không thể nói, tôi biết mình đã đúng. Khi thời gian ở nhà dì tôi kết thúc, chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi. Dì tôi đi cùng, vì vậy tôi phải ngồi chung ghế sau. Bố lại ngồi sau tay lái, và mẹ là người chỉ đường tận tụy, luôn đưa ra những gợi ý chi tiết. Dì mang theo một cuốn sách dày các câu đố tìm từ để chúng tôi giải trí. Tôi đã rất sợ bị say xe lần nữa. Tôi đã cố gắng hết sức để chuẩn bị, nhưng không có cách nào đúng đắn. Nếu tôi ăn gì đó, tôi sẽ cảm thấy như một chai soda bị lắc suốt cả ngày. Nếu tôi không ăn, tôi sẽ cảm thấy như có một con dao đang kêu lạch cạch trong dạ dày trống rỗng của mình. Chẳng có cách nào để thoát khỏi cảm giác kinh khủng này. Mẹ luôn thúc giục tôi thử những phương pháp chữa bệnh tại nhà, nhưng chẳng bao giờ hiệu quả. Không sữa chua, không kẹo cao su, không súp ấm, không có gì hiệu quả. Nhưng ngày hôm đó, khi chúng tôi tiếp tục đi, tôi lại cảm thấy ổn. Có một luồng hơi ấm, bình yên lan tỏa khắp cơ thể, khiến tôi bình tĩnh lại. Dù xe rung lắc thế nào, hay ánh nắng chói chang làm cay mắt, thì như thể một tấm khiên vô hình đang bảo vệ tôi. Tôi vẫn ổn.
điều này vẫn ổn. Thỉnh thoảng tôi thấy những con ong bắp cày đỏ xuất hiện suốt cả ngày. Một vài con trên hàng rào ở trạm dừng chân, một con nằm nghỉ dưới chân tôi trong xe, một vài con khác bò ngang qua cửa sổ trời. Tôi hiếm khi phải nhìn lâu mới phát hiện ra một hoặc hai con, và chúng dường như không làm phiền bất kỳ ai. Có lẽ tôi là người duy nhất để ý đến chúng. Tôi chơi đùa với chúng một chút, bắt chúng đi theo ngón tay hoặc bay vòng tròn. Như thể có một sự hiểu biết thầm lặng giữa chúng tôi. Và khi không còn bị say xe hành hạ, tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy dường như lan tỏa khắp không gian xe. Ngay cả bố mẹ tôi cũng ngừng cãi nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc ấy. Tôi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm mặt trời lặn chậm rãi. Chúng tôi sắp đến nơi rồi. Chúng tôi đã dừng lại ăn tối ở McDonald's trước đó và giờ chỉ còn chặng cuối cùng. Một con ong bắp cày đỏ đơn độc đang bám vào cửa sổ, râu của nó gõ nhẹ theo nhịp điệu ngón tay tôi. Tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang tràn đến, không thực sự chú ý. Khi chúng tôi chậm lại để dừng ở ngã tư, có điều gì đó làm tôi bừng tỉnh. Một cảm giác mạnh mẽ thôi thúc tôi nhìn kỹ hơn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe lao xuống làn đường bên trái, chuẩn bị vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào chúng tôi. Tôi gọi bố, ông đạp phanh ngay lập tức. Chúng tôi kịp tránh, chỉ cách chiếc xe đang lao tới với tốc độ 75 dặm một giờ vài inch. Nhìn xuống chân tôi, một con ong bắp cày đỏ đang cuộn tròn quanh mũi giày của tôi. Chúng đã cứu chúng tôi. Chúng thực sự là những người bạn nhỏ của tôi. Chúng tôi đến nhà bà, nhưng trong vài ngày tiếp theo, tôi bận rộn khám phá mối quan hệ kỳ lạ và đột ngột với những người bạn đồng hành mới. Chúng dường như theo tôi mọi nơi. Tôi thấy chúng tụ tập bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, quanh quần áo bẩn hoặc giày của tôi. Đôi khi, một con sẽ đậu trên người tôi và chỉ nằm đó. Tôi tạo ra một trò chơi nhỏ bằng cách để một trong số chúng di chuyển ngoằn ngoèo giữa các ngón tay của tôi, như một trò ảo thuật bằng đồng xu. Thật kỳ diệu. Tôi cảm thấy mình như một siêu anh hùng. Và nếu tôi chỉ chậm lại một chút, tôi gần như có thể nghe thấy chúng. Không phải bằng lời nói, mà là bằng ý nghĩ. Chúng chỉ ra những điều thú vị. Chúng cảnh báo tôi về nguy hiểm. Nếu tôi muốn, tôi có thể ra lệnh cho chúng tấn công. Tôi biết điều đó, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mình có thể, sẽ dễ dàng biết bao. Bằng cách nào đó, không ai để ý. Như thể chúng cố ý tránh xa tầm nhìn của người khác. Mọi chuyện đến đỉnh điểm khi tôi đang đi dạo cùng mẹ. Bà là người hút thuốc, nhưng bà tôi không cho phép hút thuốc gần nhà, nên mẹ phải tránh xa. Bà thường dẫn tôi đi dạo dọc bãi biển. Đó đã trở thành một nghi lễ nhỏ của chúng tôi. Khi chúng tôi đi qua một bãi cỏ cao, tôi lại có cảm giác đó. Lần này không phải là lời cảnh báo, mà là lời mời gọi. Mẹ đang bận hút thuốc, nên tôi bước ra xa để nhìn vào bãi cỏ. Chẳng mất bao lâu để tôi phát hiện ra chúng. Hàng chục chấm đỏ nhỏ đang tiến về phía tôi. Chỉ trong vài giây, chúng đã bao vây tôi. Có chút giật mình, nhưng vô hại. Chúng nhảy múa xung quanh tôi, bò lên người tôi theo những đường nét kỳ lạ. Tiếng vo ve hài hòa cộng hưởng với hơi ấm lan tỏa từ cánh tay tôi. Tôi đi sâu hơn vào bãi cỏ, cảm nhận ngày càng nhiều những người nhỏ bé ấy tụ tập quanh mình. Họ muốn tôi đi xa hơn, tránh xa mẹ và những người khác. Chúng tôi sẽ cùng nhau vui chơi. Họ đã hứa sẽ chăm sóc tôi, và tôi đã tin họ. Có tiếng hét vang lên từ đâu đó xa xăm, một thứ gì đó che khuất mặt tôi. Tiếng vo ve nhẹ nhàng biến thành một cơn bão âm thanh dữ dội, hỗn loạn. Tôi bị túm lấy và kéo lê, cảm nhận tiếng hét của mẹ như đang bị đốt cháy. Bà ấy gọi tên bố, tiếng hét chuyển thành tiếng ho khò khè. Tôi không thể thấy gì cả. Tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất, mất hết kiểm soát. Tiếng la hét càng ngày càng lớn, vải bị vung vẩy xung quanh. Tiếng vo ve càng lúc càng khiến tôi trở nên bực bội và hoảng loạn. Chúng cố gắng với tới tôi, cố gắng với tới tôi. Rồi một cánh cửa đóng sầm lại. Tôi đang ở trong phòng tắm. Bên ngoài, và tôi đang tuyệt vọng chăm sóc mẹ, trong khi dì tôi gọi dịch vụ cấp cứu. Tôi bị kẹt trong phòng tắm với bố, người đang chải tay và cởi áo tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông ấy nói gì đó về việc lấy thuốc mỡ khi ông mở toang cửa và vội vã vào bếp. Trong khoảnh khắc đó, chỉ có mình tôi. Tôi nhìn vào gương. Lúc đầu, tôi không nhận ra mình, trông nó không giống tôi chút nào. Da tôi đỏ rực, đầy những vết cắn của côn trùng và sưng tấy khắp cánh tay và cổ. Nhưng khi nhìn xuống, tôi thấy không đau. Tôi thậm chí còn không nhận ra mình đã bị đốt. Có vẻ như tôi là người duy nhất không hoảng loạn. Chúng đã đốt tôi.
Chúng đã đốt tôi suốt thời gian qua và tôi chẳng cảm thấy gì cả. Đứng đó, nhìn vào gương, tôi có thể cảm nhận được họ. Họ muốn tôi ra ngoài trở lại. Họ đòi hỏi điều đó. Họ tuyệt vọng đến mức sẽ làm bất cứ điều gì để điều đó xảy ra. Tôi bắt đầu nhận ra mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ đến mức nào. Chúng sẽ không dừng lại. Không bao giờ. Bố quay lại với một chiếc chăn thấm nước lạnh quấn quanh tôi. Ông cũng có một loại thuốc mỡ khuynh diệp mà ông bôi lên cổ tôi. Mẹ đang rên rỉ ở phòng bên cạnh, rõ ràng là đang đau đớn. Trước khi tôi kịp hỏi, bố nói, mẹ con sẽ ổn thôi, chúng ta phải tập trung vào con. Tôi gật đầu. Khi tôi gật đầu, tôi có thể nghe thấy tiếng mẹ hét lên. Trước khi tôi hiểu bà ấy đang nói gì, bố đã đóng cửa phòng tắm và cố gắng che các vết nứt bằng khăn tắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ, từng nhịp một, như những ngón tay lạnh lẽo đang gõ lên tâm trí tôi. Tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng, sự tức giận của chúng. Nếu tôi không ra mặt, chúng sẽ hại tất cả mọi người. Và sau đó sẽ là tôi. Không có cách nào để giải thích hay hợp lý hóa điều đó. Tôi cố gắng tìm từ ngữ, nhưng chúng bị nhấn chìm trong tiếng hét hoảng loạn. Tôi cố gắng tập trung, nhưng cảm giác như đầu tôi đang nổ tung với những ấn tượng kinh hoàng. Tôi thậm chí không để ý đến việc bố đã đổ nước vào bồn tắm. Tôi bước vào mà không thắc mắc, chắc chắn ông ấy có lý do của mình. Nghĩ lại, tôi nghĩ đó là cách ông đảm bảo tôi an toàn khỏi lũ ong bắp cải. Nhưng lúc đó, tôi không biết phải nghĩ gì. Hơn nữa, suy nghĩ bắt đầu làm tôi đau đớn. Ở lại đây, bố thở hổn hển. Bố sẽ giúp mẹ con. Và với điều đó, ông ấy rời khỏi phòng. Lúc này tôi đã an toàn. Tôi ngả người ra sau, để tai mình chìm dưới mặt nước. Ngay cả khi đó, tôi vẫn có thể nghe thấy nhịp đập của mình và tiếng cánh vo ve. Khi tôi nhắm mắt lại và tập trung, cảm giác trong xương tủy trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, đã có những từ ngữ đi ra ngoài, đến với chúng tôi. Rời khỏi. Chạy. Thoải mái. Rõ như ban ngày. Tôi cảm thấy những cơn đau nhói khắp cơ thể khi tôi tưởng tượng mình là một trong những con ong bắp cải đập vào cửa. Tôi cảm thấy cơn thịnh nộ của chúng khi chúng tấn công. Tôi cảm thấy tứ chi của mình bị xé toạc khi chúng bị đánh bay. Tôi vặn vẹo và xoay người trong bồn tắm, tưởng tượng mình bị nghiền nát, cắn, đốt, nổi giận với bất cứ thứ gì tôi có thể tấn công, để giết, để với tới. Nhiều năm sau, cha tôi sẽ mô tả lại những gì ông đã thấy. Theo quan điểm của ông đã thấy tôi lên cơn động kinh trong bồn tắm, cố đâm ông bằng một con dao vô hình. Trong khi đó, tôi liên tục lặp lại, ra, ra, ra. Những gì xảy ra tiếp theo là một điều không rõ ràng với tôi. Rất nhiều điều đã được cha mẹ kể lại sau đó, nhưng vào lúc đó, tôi đã mất trí. Xe cứu thương không thể đến được với chúng tôi, vì vậy họ phải lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Bố quấn tôi trong áo choàng tắm, vội vã ra xe và đặt tôi vào ghế sau. Mẹ tôi bị đốt khoảng một chục lần, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, bà cũng cần phải được kiểm tra. Chuyến đi đến bệnh viện đó có thể diễn ra theo cả hai hướng. Tất cả những gì tôi nhớ là chớp mắt trong và ngoài ý thức. Những chi tiết nhỏ kỳ lạ nhất, như cảm giác của kết cấu ghế ô tô cọ vào chân tôi, mùi thuốc lá trên hơi thở của mẹ tôi, keo xịt tóc của dì tôi và màu sơn móng tay của bà tôi. Tất cả hòa lẫn với tia lửa của thứ gì đó khác. Đầu tôi bị đè vào kính chắn gió. Cơn đau ở tứ chi khi tôi cố bám vào thành xe. Những điều rõ ràng là không xảy ra, nhưng theo một cách nào đó, chúng đã xảy ra. Tôi đã trải qua một số triệu chứng kỳ lạ khác. Tôi đã đổ mồ hôi thứ gì đó có thể được mô tả tốt nhất là một chất kết dính nhẹ. Mắt tôi sưng lên, ép vào hộp sọ của tôi. Lưỡi của tôi đột nhiên chuyển sang màu trắng và các tĩnh mạch của tôi bị đổi màu đến mức bạn có thể nhìn thấy máu chảy qua chúng. Tôi không nhớ mình đã nhập viện. Tôi không nhớ mình đã được đặt máy thở hay tiêm thuốc dị ứng. Và vẫn vậy, giống như đêm đó ở nhà dì tôi thức dậy vào lúc nửa đêm. Tôi nhớ một cơn đau khủng khiếp và ngứa ở mắt. Đó là một căn phòng tối, nơi bố mẹ tôi đang co ro trong góc. Họ đã bất tỉnh, có lẽ là kiệt sức vì toàn bộ sự việc. Nhưng cũng có một người khác trong phòng. Không phải dì tôi hay bà tôi. Cái lớn, cái kia. Nó đứng cạnh cửa. Sự ấm áp mà tôi cảm thấy đã gần như biến mất, nhưng chút ít còn lại trong tôi có mối liên hệ trực tiếp với nó. Một sợi chỉ kết nối nó với tôi. Nó trông giống như một người mặc một loại áo khoác, nhưng tôi biết đó không phải. Nó đang giả vờ. Đây không phải là con người. Trong những thoáng hiểu biết ngắn ngủi mà chúng tôi chia sẻ, tôi thấy những cánh đồng dòi đang san phẳng toàn bộ một vùng nông thôn.
phá hủy ngô, bông, lúa mạch đen, lúa mì, mọi thứ và bất cứ thứ gì. Những sinh vật phát triển trong thịt giống như hạt giống trong đất. Hàng trăm người xếp hàng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, sẵn sàng bùng nổ với cuộc sống đói khát. Những tiếng hét trong đêm đột nhiên dừng lại khi một mùi ngọt ngào đến phát ốm tràn ngập các giác quan của tôi. Thứ đó tiến lại gần hơn. Nó đang yêu cầu tôi chấp nhận. Đó là một lời đe dọa, một lời hứa và một biểu hiện của sự tôn thờ tất cả cùng một lúc. Chúng tôi có thể là bạn, những người bạn tốt nhất, giống như tôi vậy. Trước khi tôi kịp biết phải nghĩ gì, mọi thứ đã trở nên im lặng. Chút hơi ấm còn sót lại trong tôi đã biến mất. Hai quả cầu nhợt nhạt phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ chiếc máy giúp tôi thở khi cơn bất tỉnh kéo tôi đi. Suy nghĩ cuối cùng, nỗi buồn. Phải mất nhiều tháng tôi mới hồi phục. Tôi bị dị ứng lạ với những thứ có vẻ ngẫu nhiên trong nhiều tuần liền. Một ngày là đậu phộng, ngày hôm sau là đào hoặc xà phòng thông thường. Tôi bị phát ban. Một số phần tóc của tôi rụng. Họ phải nhổ những ngòi dài 1 inch ra khỏi cánh tay tôi và bôi thuốc khử trùng lên người tôi. Nhưng theo thời gian, tất cả đều biến mất. Tôi nghĩ điều duy nhất còn sót lại là chứng dị ứng mà mẹ tôi mắc phải với khói thuốc lá. Hoặc có thể bà chỉ bắt đầu liên tưởng việc hút thuốc với ngày căng thẳng nhất trong cuộc đời. Dù thế nào đi nữa, bà đã cai thuốc lá một cách đột ngột. Tôi luôn ngưỡng mộ điều đó. Bố tôi cũng vậy. Bây giờ, đã hơn 2 thập kỷ trôi qua kể từ mùa hè đó. Nhìn lại, tất cả dường như là một thế giới khác xa xôi. Một điều gì đó đã xảy ra với người khác. Thật khó để thuyết phục bản thân rằng điều đó thực sự là có thật. Nhưng vài tuần trước, tôi đã gặp tai nạn. Một sợi cáp ở nơi làm việc bị đứt, quất thẳng qua xưởng, đập vào một cái kệ. Khi nó quất trở lại, nó đập vào cánh tay trái của tôi, để lại một vết rạch sâu 1 inch trên cánh tay tôi. Và tôi thề với bất kỳ vị thần nào rằng một con ong đất nhỏ màu đỏ đã bò ra. Cũng chính là con ong đầu tiên đã đốt tôi vào ngày hè ấm áp đó, hơn 20 năm trước.